Hôm nay là Chủ nhật ngày 16 tháng 7. Thời tiết của Hà Nội bây giờ là nóng to, sẽ nóng quá. Hôm nay bắt đầu học tập hôm nay từ trang 134 bà thu bạn Việt Nam Lesson chủ chủ bắt đầu nha. Bảng từ vựng. Bạn từ vựng chi ăn có nghĩa là phải thổ, chẳng phải là rồi à. Người ta ban dôn chào mừng, hóa ra là vậy. Đúng rồi, cô Lan bình thường thế. Hồi bọn mình quà đãi về nhà giáo coi trọng thế. Vải cả bạc nhân dịp chúng em luôn công tác quen với khu nhà trọ. Cụm từ không phát hiện tồn tại tớ ơ biệt ai ai cũng quét dọn sạch sẽ nhổ cỏ kỷ niệm lên kế hoạch dồi dào vạn sự như ý sự quyết tâm hồi thoại. Không tìm thấy con đường ở đây cả. Duy ơi, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì Cô thế? Vinh, Cô Vi, có con một đi đâu nhà mất rồi mất ấy? rồi ấy. Từ ngày hôm Từ qua ngày nó hôm không qua, về nhà. không về nhà. Thật không ạ? Đặt thông à? Không biết Không chuyện biết gì đã xảy chuyện gì ra đấy. với nó nhỉ? Nó nhỉ? Cô cháu mình Cô thử đi cháu tìm mình, quanh đây xem. quanh đây xem. Cô đi tìm Cô quanh đi nhiều tìm lần quanh nhiều rồi lần mà rồi. chẳng thấy. Và chẳng thấy. Hay là Hay là con mực bị bắt ăn cầm thịt bị rồi. ăn thịt rồi. Làm sao bây Làm giờ? sao bây giờ? Nếu mà Nếu chỉ mà bị lạc đường chỉ bị thôi lan thì xuống còn tôi, may. chỉ có may. Chào chào cô Vinh Chào chào à. cô Vinh à. Duyên ơi, Nguyên ơi. không xong rồi. Không xong rồi. Con mực đi đâu Cô mất mực rồi thì đâu ấy? mất rồi ấy. Hả? Hả? Lúc nãy Lúc nãy mình vừa nhìn thấy vừa nó nhìn trên thấy đường về nó. nhà mà. Thật không? Thật không? Cậu có nhìn nhầm Có không? nhìn nhầm không? Không, đúng Không. là con mực mà. Con mực mà. Nó đang ở Nó cùng đang với ở một con chó một trắng. con chó chả trắng. Có vẻ là đang Có hẹn vẻ là hò. đang thịt bò. Con mực này Con hẹn mực với này chả hò hay buổi chả làm hò người ta lo là người lắng. ta lo lắng. Cháu nhìn thấy ở Cháu đâu? nhìn tại ô tô Ở đầu ngõ, ở đoạn đối gõ diện nhà mình đối à? diện nhà về nhà. Thật là may Tập là quá. máy quá. Con À, mực về rồi con kìa. mực về rồi kìa. Con mực này, Con mực này bà lo lắng lắm. nào lo lắng Mày lắm. đi đâu thế? Đấy đi tốt Bẩn thế. thỉu thế Bẩn này. thỉu thế này. Phải tắm ngay thôi. Ngày thăm tay thăm ngay tôi. Uyên, vậy mà Quên. mình cứ Vậy là lo mình con mực bị bắt cầm ăn một thịt vi bắt rồi. ăn thịt. Ừ, Ừ. mà thật ra Mà thật ở ra Việt Nam ở Việt có Nam tập tục ăn có thịt tục tật chó, ăn chó. nhưng con mực là Nhưng con chó mực màu mày đen chó đen nên có lẽ nên không có lẽ sao. không sao. Người ta chỉ Người ăn ta chó chỉ lông ăn vào chỗ đâu gục nó thôi. thôi. Ở Trung Ở Quốc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc, người ta cũng ăn người thịt ta chó. ăn thịt Vậy chó. mà Nhật Bản không Người có ta tập Nhật tục Bản không đấy có tập à? rồi. Tập Theo tục mình vậy biết à? thì hiện nay Thế không thì nay không có, có. nhưng mà Nhưng có mà lẽ ngày có xưa vẫn lẽ có. xa khó. Mình nghe Mình nói nghe nói tập tục ăn tập thịt tục ăn chó thịt chó. ngày xưa Người có ở xưa khắp có nơi một trên thế hát nói giới trên đấy, gì đấy. nhưng mà Nhưng thực mà ra mình thực chưa ăn ra bao mình giờ chưa cả. ăn bao giờ cả. Đi về cuộc. Bạn từ vựng Bạn từ vựng
không có tìm thấy con mực có chuyện rồi chuyện cô mất rồi ấy ấy ngày hôm qua nó cháu quanh chẳng bất làm sao bây giờ nếu mà thì lạc đường còn không xong rồi nhìn mà nhầm hẹn hò với trả làm đầu ngõ đối diện thật là a bà mày bán thiều thôi vậy mà cứ tập tục thịt chó lông màu nâu khắp nơi thực ra chưa từng bao giờ cả giơ tay lên sờ vào đi khám bảo rèn luyện thể lực suốt đêm cầu nguyện bình an phàn nàn chối chuồn phố cổ hội thoại lời mời đi cháu Duy ơi cô vào phòng một chút được không? Vâng cô vào đi à? Duy ơi thật ra Tết năm nay cô định về Huế một chuyến cháu có muốn đi cùng không? Cô đã rủ cậu bên rồi thật ạ cháu muốn đi lắm Duy có biết người Việt Nam ăn Tết như thế nào không? Cháu không biết rõ lắm lắm ạ. Ở Việt Nam trước Tết người ta thường chuẩn bị hoa ngày Tết, nhưng mà hoa ngày Tết ở Huế ở Hà Nội khác nhau. Mọi người chuẩn bị loại hoa gì vậy ạ? Ở Hà Nội chỉ có hoa đào, còn ở Huế thì thường là hoa mai. Đó là một loại hoa đẹp màu vàng, hương thơm nhẹ nhàng. Trước Tết người ta thường gọi hoa lớn trước đại nội. Cháu muốn đi xem một lần quá. Chúng ta về Huế trước Tết sẽ kịp xem mà. Cô cũng ba năm rồi trước Tết nên rất nhiều không thì ngày Tết. Món ăn ngày Tết chỉ ở Huế ở tại ăn bánh Tết. Bánh Tết có nguyên liệu và trong bị hạ dùng bồi thanh chung của Hà Nội, nhưng hình dạng không khác nhau. Bánh Tết trực dài, bánh trưng có vuông vuông. Vì bánh trưng được bảo anh ở Hà Nội nên cháu lại ăn nhiều lắm mọi ạ. Tất là ngon, cháu thích lắm. Còn ở nhà cô thì 30 Tết, mọi người trong gia đình cùng nhau buổi bánh Tết và nấu khoảng 12 tiếng đồng hồ, nấu những 12 tiếng luôn ạ. Cháu muốn ăn. Huế là cố đô của Việt Nam, giống như Kyoto, Nhật Bản là nơi có kinh thành của triều đại phong kiến của Việt Nam. Kinh thành Huế bây giờ là di sản văn hóa thế giới. Vậy à? Nếu có thời gian, cháu mình cùng đi thăm kinh thành nhé. Nhé. Bảng từ. Cool.
Hanshō. Hội thoại. Lời mời đi Huế. Châu Duy ơi, cô bảo phòng một chút được không? Vâng, cô bảo đi ạ. Duy ơi, thật ra Tết năm này có tình về Huế một chuyến. Cháu có muốn đi cùng không? Cô đã dự khảo vấn rồi. Ồ, tất à, cháu muốn đi lắm. Uy có biết người Việt Nam ăn Tết như thế nào không? Không, cháu không biết rõ lắm à. Ở Việt Nam trước Tết, người ta thường chuẩn bị qua ngày Tết. Nhưng mà qua ngày Tết ở Huế và ở Hà Nội khác nhau. Mọi người thường chuẩn bị loại hoa gì vậy ạ? Ở Hà Nội thì có hoa đào, còn ở Huế thì thường là hoa mai. Đó là một loại hoa đẹp màu vàng, có hương thơm nê nhận. Trước Tết, người ta thường mua một chậu hoa. Chậu hoa lớn ngày trước đại nội. Cháu muốn đi xem thử chậu hoa một lần nữa, một lần quá. Chúng ta về Huế trước Tết nên sẽ hiếp xem mà. Cô cũng 3 năm rồi chưa về nên rất nhớ không khí của Huế ngày Tết. Món ăn ngày Tết thì ở Huế người ta ăn bánh Tết. Bánh tết có nguyên liệu và hương vị khá giống với bánh trưng của Hà Nội, nhưng hình dạng thì khác nhau. Bánh tết có hình trụ dài, bánh trưng có hình vuông. Vùng. Hình trụ dài. Nên chú kết. Vì bánh trưng được bán quanh năm ở Hà Nội. Quanh năm ở Hà Nội nên cháu đã ăn nhiều lần rồi à? Rất là ngon, cháu thích lắm. Còn ở nhà cô thì vào ngày 30 Tết. Mọi người trong gia đình xung họp. Mọi người trong gia đình xung họp. Xung họp. Mọi người trong gia đình xung họp. Mọi người trong gia đình xung họp cùng nhau gói bánh tết và nấu khoảng 12 tiếng đồng hồ. Nấu những 12 tiếng luôn à? Luôn nấu những 12 tiếng luôn à? Cháu muốn ăn thử quá. Huế là thủ đô của Việt Nam, dường như thủ đô của Nhật Bản.
là loại có kinh thành của triều đại phong kiến. Cuối cùng của Việt Nam kinh thành của cuối cùng của Việt Nam kinh thành Huế bây giờ là di sản văn hóa thế giới. Vậy à, nếu có thời gian thì cô cháu mình cùng đi thăm kinh thành Huế nhé. すごいですねっていう。12時間もいるなんてすごいです。すごく食べてみたいです。老人梅海天龍啊。朝蒙安特特瓜土瓜。nhà cầu khó về với luôn à cái này một bản yến luôn à, đắt quá em không mua đâu, em không mua đâu. じゃあシャドウイングでやってみようか。イヤホンで切って、hồi tuần rồi mời đi Huế. Chào Yui ơi, có vào phòng một chút được không? Vâng, có vào đi à. Yui ơi, thật ra Tết năm nay có đi Huế một chuyến. Chào cụ. Cô đã dự cao nguyên rồi. Ồ, thật à, chẳng muốn đi lắm. Yui có biết người Việt Nam ăn Tết như thế nào không? Không, cháu không biết dấu lắm ạ. Ở Việt Nam, trước Tết, người ta thường chuẩn bị trang bị hoa ngày Tết. Nhưng mà hoa ngày Tết ở Huế và ở Hà Nội khác nhau. Mời gửi tụi hoa gì vậy ạ? Ở Hà Nội thì có hoa đậu, còn ở Huế thì toàn là hoa mai. Đó là một loại hoa đẹp màu vàng. Có hôm tâm chúc Tết, người ta thường mua một chút hoa lớn nên chúc này hả lộ. Ồ, chào mừng đi xem thử một chút hoa lớn một lần quá. Chúng ta về chúc Tết nên sẽ kiến xem mà. Cậu cũng 3 năm rồi chúc về nên rất nhiều không khí của ngày Tết. Món ăn ngày Tết thì ở Huế người ta ăn bánh Tết. Bánh Tết có nguyên liệu và hương vị khá giống với bánh trưng của Hà Nội. Nhưng hình dạng thì khác nhau. Bánh Tết có hình trụ dài. Còn trưng thì được bán quanh năm ở Hà Nội. Nên cháu đã ăn nhiều lắm rồi ạ. Rất là ngon, cháu thích lắm. Còn ở nhà có 30 Tết. Mọi người trong gia đình xung họp cùng nhau bánh Tết và nó hòa với hai tiếng đồng hồ. Nó những mười năm trăm mười thu quá. Huế là cố đô của Việt Nam giống như Kyoto của Nhật Bản, là nơi có tinh thành của triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Kinh thành Huế bây giờ là di sản văn hóa thế giới. Vậy à, nếu có thời gian thì cùng cháu mình cùng đi thăm kinh thành tỉnh Huế nhé, Huế nhé. まあまあ、何時か20分もやっちゃったまたね。
今日はどこまでか。昨日は富士川のところを越えて坂を登っていって旧道行ってずっと山沿い行って東名高速を越えて坂を降りていって神原だな。神原までは行かないね。あの辺のまあ東名高速のだいぶ手前ぐらいかね。20分だから行くかな、東名高速ぐらいまでな。はい、終了。